Xin mến chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh. Địa bàn đến hôm nay là chỗ bãi kiển của anh Vũ với những cái phôi mai giao lưu. Rồi xin mời. Rồi em chào anh Chuyển ơi. Dạ anh chào anh Hòa, chào bà con cô bác, anh chị em trên mọi miền đất nước. Rồi hôm nay giới thiệu gì anh ơi? Hôm nay em có về 20 phôi mai vàng xin giao lưu với bà con cô bác với anh chị em trên mọi miền đất nước. Rồi cảm ơn anh nhiều. Rồi hôm nay là cụ thể chúng ta vô số 1 anh. Dạ. Mã số 1 mấy anh ơi. Mã số 1 rồi. Rồi cho tròn vòng trước đi anh ơi. Phôi mai vàng hết anh? Dạ mai vàng hết anh. Số 1. Rồi cho xin thông số của em này luôn. Dạ mã số 1 cũng đo tại vị trí này là 25 ạ. Rồi 25 mấy anh ơi, 25 rồi chiều cao. Dạ chiều cao từ mặt bầu lên tới đỉnh là 53. Ờ 53 luôn. Xoay luôn cho giá luôn ơi. Dạ mã số 1 đây em xin giao lưu với là giá 900 ngàn ạ. 900 phí ship là bên anh là miễn phí ha. Bao phí ship toàn quốc ạ. Rồi như vậy là đổi luôn. Rồi đổi luôn. Rồi tiếp theo. Số 2. Mã số 2. Số 2. Chương trình phí ship miễn phí nha man ơi, miễn phí ship. Tròn vòng luôn ơi, tròn vòng luôn. Rồi vậy là phụ đổi luôn đó. Xin lỗi. Đo. Dạ, xin đo. Mới vô cây đầu tiên thôi. Số 2 tại vị trí này là 15 ạ. Rồi 15 man ơi. 15. Dạ chiều cao từ mặt bầu lên tới đỉnh là 40 ạ. 40, rồi ok anh. Xoay luôn. Mã số 2 này xin lâu lưu với giá là 400 ngàn. 400 ngàn nha mấy anh. Phí ship là miễn phí. Rồi đổi luôn anh ơi. Đổi luôn. Rồi tiếp theo. Số 3. Số 3 nha mấy anh. Số 3 phôi mai vàng. Phí ship miễn phí. Rồi cho thông số luôn anh ơi. Dạ số 3 em đo tại vị trí này là 13. Rồi 13 nha mấy anh. Cao luôn. Dạ chiều cao là 56 à. Rồi 56. Rồi vậy là cho giá luôn anh. Dạ, số 3 định xin giao lưu với giá là 400 ngàn. Tiếp tục là 400 anh ơi. 400 phí ship miễn phí. Rồi đổi luôn tiếp theo. Mà số 4. Số 4 anh ơi, số 4. Giờ tất cả mình bao sống khỏe cho bà con ha anh. Dạ. Về mọi chi tiết về cây cối có thể liên hệ cho anh Chuyển nha mấy anh. Dạ, số điện thoại của em là 0918873538 ạ. Rồi anh Chuyển. Về cây cối có vấn đề thì cứ gọi anh. Hotline luôn ha. Rồi ok cho thông số luôn ơi. Dạ cái này em đo tại vị trí này là 18 ạ. Rồi 18. Cao luôn. Chiều cao là 54 ạ. Rồi 54. Rồi cho giá luôn ơi. Số 4 này em xin giao lưu với giá là 400 ngàn ạ. Rồi 400 anh ơi, 400. Phí ship miễn phí. Rồi đổi luôn. Tiếp theo. Rồi số mấy đây? Mã số 5 ạ. Số 5 ghi lên rồi. Số 5 anh ơi, số 5. Phôi mai vàng số 5 mấy anh ơi. Rồi thông số luôn. Em đo tại vị trí này là 15 à. Rồi 15. Cao luôn ơi. Cao luôn. Dạ chiều cao là 51 à. Rồi 51 mấy anh ơi. Cho giá luôn. Dạ mã số 5 thì em giao lưu với giá là 400 ngàn. Rồi 400 ngàn đổi luôn. Rồi số 6. Mã số 6 mấy anh ơi. Số 6 xoay luôn, xoay luôn. Số 6.
Rồi cho thông số của em này luôn đây. Mọi số 6 em đo tại vị trí này là 16 ạ. Rồi 16. Cao luôn. Chiều cao là 58 ạ. 58. Giá luôn rồi. Mọi số 6 đem đi giao lưu với giá là 500 ngàn. 500 ngàn rồi đổi luôn. Rồi tiếp theo đổi. Rồi 7. Mã số 7 ạ. Mã số 7. Mã số 7 phôi mai vàng mấy nơi. Số 7. Rồi cho thông số luôn rồi, thông số luôn. Dạ mã số 7 đúng rồi, tại vị trí đây là 18. Rồi 18. Cao luôn. Dạ chiều cao là 58 ạ. 58 rồi. Mã số 7 này em xin giao lưu với giá là 500 ngàn luôn ạ. 500 ngàn luôn mấy nơi, phí ship miễn phí. Rồi đổi luôn em ơi, đổi luôn, đổi luôn. Rồi tiếp theo. Số. Số 8 ạ. Số 8. Bao sống khỏe luôn mấy nơi. Vấn đề về cây có mình gọi cho anh chuyển ha. Số 8. Phôi mai vàng. Rồi cho thông số luôn đây. Mã số 8 đó, tại vị trí này là 18 ạ. Rồi 18. Cao luôn anh ạ. Chiều cao là 47 ạ. Rồi 47 chiều cao, giá luôn. Mã số 8 nên giao luôn với giá là 700 ngàn ạ. 700 ngàn, phí ship miễn phí. Rồi đổi luôn em ơi. Tiếp theo, số 9. Mã số 9. Tròn vòng luôn, tròn vòng luôn. Rồi như vậy là cho cái thông số em này luôn. Dạ, mã số 9 em đo tại vị trí này là 17 á. Rồi 17 mấy anh ơi, 17. Rồi chiều cao của em này luôn. Chiều cao là 64 ạ. Rồi 64. Mã số 9 này em xin giao lưu với giá là 700 ngàn. 700 ngàn nha mấy anh. 700 ngàn phí ship miễn phí. Rồi đổi luôn, đổi luôn. Rồi số 10, à. Số 10. Tất cả các vấn đề về cây cối liên hệ chỗ anh chuyển nha mấy anh. Có trục trặc gì đó hoặc kỹ thuật rồi đó. Để lên xuống có xù luôn. Đây. Vì mặt bông mình biết mấy cánh rồi không anh? Hay là sao? Hôm mấy này mày riêng 5 cánh nè. Riêng 5 cánh. Dạ à. Cũng thông tin là gần đây khán giả ưa hỏi mình cái thông tin về mặt bông. Dạ. Rồi cho thông số luôn đây. Dạ em đo tại vị trí này là 15 ạ. Rồi 15 mấy anh ơi. Em đo cái cũ dưới thử rồi hào thử luôn. Là 21 ạ. Rồi 21. Rồi cao anh ơi. Dạ chiều cao là 52 ạ. Rồi mã số 10 này em xin giao lưu với giá là 800 ngàn ạ. 800, phí ship miễn phí nha man. 800, rồi đổi luôn, tiếp theo. Mã số 11. Rồi em này là 11. Mã số 11 mấy anh ơi. Lên cái nón giùm nhã nhã, trên cái thùng. Mã số 11. 11 mấy anh ơi, 11. Rồi cho thông số luôn đây. Dạ mã số 11 đo tại vị trí này là 13. Rồi 13 nha mấy anh. Rồi cao luôn. Dạ chiều cao là 61 ạ. 61 rồi. Mã số 11 đem xin giao lưu với giá là 350 ngàn ạ. Rồi em này 350 ngàn mấy anh ơi, phí ship miễn phí. Cây này đi có thể là 50 ngàn không, phí ship á. Cái đó. Rồi tiếp theo 12. Số 12 à. Mã số 12 mấy anh ơi. Bao sống khỏe luôn mấy anh ơi. Mọi chi tiết xin liên hệ cho anh chuyển nha mấy anh. Rồi thông số luôn ơi.
Dạ, mà số 12 em đo tại vị trí này là 15 ạ. Rồi, 15. Cao luôn. Dạ, chiều cao là 36 ạ. 36, rồi, xoay luôn đây. Ở số 12 này em xin Zalo với giá là 350.000. 350.000, rồi, đổi luôn, đổi. Rồi, tiếp theo 13. 13. Mã số 13. Mã số 13 mấy anh ơi, 13. Rồi, vậy là thông số đo luôn đây, thông số luôn. Số 13 em đo tại vị trí này là 13. Rồi, 13 luôn mấy anh ơi, cao luôn. Dạ, chiều cao là 47 ạ. Chiều cao thì 47, dạ. Rồi, giá số luôn. 13 này xin giao luôn với giá là 400 ngàn ạ. 400 mấy anh ơi, rồi đổi luôn nha, đổi luôn. Rồi, tiếp theo. 14 ha. 14 ạ. Mã số 14. Mã số 14 nha mấy anh. Rồi, cho thông số em này luôn. Mã số 14 em đo tại vị trí này là 17 ạ. Rồi, 17 mấy anh ơi. Rồi, cao luôn. Dạ, chiều cao là 50 ạ. Rồi, 50. Mã số 14 này xin giao lưu với giá là 600 ngàn. Rồi, em này 600 ngàn mấy anh ơi, phí ship miễn phí. Rồi, đổi luôn, tiếp theo. Dạ, số 15 ạ. Rồi, 15, có gì đặc biệt nha. Đây này nó có con sâu nè. Mã số 15 này xù hình chiếc cúp nha bà con. Hình chiếc cúp. À, dừng chỗ này các anh. Chỗ này thấy độc lạ quá nè mấy anh ơi. Đó. Rồi, ok, anh xe nhẹ nhẹ đi. Xe luôn. Như là có xù ha. Dạ. Theo mấy anh này xù là khoảng bao nhiêu phần trăm á? Cái này xù chắc khoảng 30-40%. 30-40%. Dạ. Rồi, mã số 15 mấy anh ơi, thông số luôn. Thông số dạ, luôn. Mã số 15 đo tại vị trí này là 30 ạ. Rồi, 30. Rồi, chiều cao luôn. Dạ, chiều cao là 37 ạ. 37, rồi. Mã số 15 này xin giao lưu với giá là 3 triệu 700 ngàn ạ. 3 triệu 700 ngàn mấy anh ơi, 3 triệu 700 ngàn, rồi đổi luôn, phí ship miễn phí. Rồi, tiếp theo. Em này tròn vòng luôn. Số 16 ạ. Em này là 16. Mã số 16 mấy anh ơi, 16. Mã số 16 nha mấy anh, chiều cao thử cái anh ơi. Kéo chiều cao thử đi. Em cao từ mặt bầu lên tới đỉnh là 105 ạ. 105 chiều cao nha mấy anh ơi. Rồi, đo thân hướng này luôn. Bình thân tại vị trí này là 24 ạ. Rồi, 24. Rồi, xe nhẹ cái đi nè. Rồi, mình cho giá luôn. Mã số 16 năm nay lưu ý giá là 2 triệu đồng ạ. 2 triệu đồng mấy anh ơi. 2 triệu đồng phí ship miễn phí. Rồi, đổi luôn. Rồi, 17. Mã số 17 ạ. Rồi, 17 mấy anh ơi. 17. Rồi, cho xin thông số luôn rồi. Mã số 17 em đo lại... Tại vị trí này là 15 ạ. Rồi, 15, rồi ok anh, cao luôn. Dạ, chiều cao là 66 ạ. Chiều cao 66, rồi. Giá anh ơi. Mã 17 này em xin giao lưu giá là 500 ngàn. 500 ngàn mấy anh ơi, phí ship miễn phí. Rồi, đổi luôn, tiếp theo. Rồi, 18. Mã số 18. Mã số 18 anh ơi. M18
mã số 18 phô mai vàng. Dạ, thông số của em luôn 18. Dạ, mã số 8 đôi bằng thằng và vị trí này là 16 ạ. Rồi, 16 nha mấy anh. 16. Cái cũ đem đôi cái hạo với cũ. Cái cũ là 32 ạ. Cũ 32, rồi, cao luôn ơi. Dạ, chiều cao là 74 ạ. 74 luôn, rồi. Xoay luôn. Rồi giá luôn ơi. Số 18 này xin giao lưu với giá là 900 ngàn. 900 ngàn mấy anh ơi, 900 ngàn. Phí ship miễn phí, rồi đổi luôn mấy anh ơi, đổi luôn. Rồi tiếp theo 19. Mã số 19. Phôi mai vàng luôn mấy anh ơi, 19. Rồi thông số của em này luôn, 19. Dạ, mã số 19 á. Rồi, em đo thằng tại vị trí này là 21 ạ. Rồi, 21 nha man. 21 cao luôn ơi. Dạ, chiều cao là 46 ạ. Rồi, 46. Mã số 19 này em xin giao lưu với giá là 600 ngàn ạ. 600 ngàn nha mấy anh ơi, 600 phí ship miễn phí. Rồi, đổi luôn, tiếp theo 20. Mã số 20. Dạ, mã số này là 20 và cũng là cây cuối cùng luôn ạ. Mã số 20 mấy anh ơi. Phôi mai vàng. Rồi, thông số của em 20 luôn ơi, thông số luôn. Quỳnh Thăng em đo cho vị trí này là 15 à. Rồi, 15. Cao luôn. Dạ, chiều cao là 61. 61 à. Luôn. Rồi mình cho giá em này nhiêu anh ơi? Mã số 20 này em xin giao lưu với giá là 900 ngàn ạ. À. 900 ngàn nha mấy anh. 900 phí ship miễn phí. Rồi đăng cuối video anh cho bà con cái lời chào các anh ơi. Dạ, cuối cùng em xin kính chào cô chú bác anh chị trên mọi miền đất nước, lời chào sức khỏe và làm ăn phát, chúc cô chú bác và gia đình làm ăn phát đạt ạ. À. Rồi, thay mặt bà con cảm ơn anh Chuyển nhiều đã giới thiệu những phô mai để giao lưu. Hẹn gặp lại những video tiếp theo. Mến chào, tạm biệt. Đây là cái chỗ bãi của anh Vũ ở hẻm Lò Mổ đường Nguyễn Văn Cừ, nó dài nha mấy anh. Rồi, chúc sức khỏe mấy anh luôn. Hẹn gặp lại mấy anh ơi. Nhớ đăng ký kênh để nhận được những cái video mới nha mấy anh.